Hơn 40 năm sau khi tấm ảnh chạy bom napalm nổi tiếng của cô bé Kim Phúc 9 tuổi xuất hiện trên báo chí quốc tế và trở thành biểu tượng của chiến tranh Việt Nam, bà Kim Phúc giờ 52 tuổi vẫn chịu đựng những đau đớn, dù những vết thương do bom napalm gây ra bây giờ đã trở thành những vết sẹo. Nhưng bà có cơ may có thể chữa lành hẳn các vết sẹo này. Hãng tin AP hôm thứ Hai cho biết, bà đã đến thành phố Miami của Mỹ để gặp một chuyên gia về da liễu, chuyên điều trị vết bỏng bằng tia laser, cùng với chồng và nhiếp ảnh gia Nick Wood, người đã chụp bức hình biểu tượng vào năm 1972. Bác sĩ Jill Weibel thuộc Viện Da liễu và Laser Miami tin rằng, với công cụ laser tiên tiến, những vết sẹo của bà Kim Phúc sẽ bớt lồi lõm hơn và nhạt màu đi. Nhưng quan trọng hơn cả, phương pháp điều trị này có thể giảm những đau đớn nhức nhối mà bà Kim Phúc đã và vẫn chịu đựng bấy lâu nay. Hãng tin CBS tường thuật rằng, bà Kim Phúc đã trải qua 17 cuộc giải phẫu trong những tháng sau khi trúng bom vào tháng 6 năm 1972, giữa lúc cao điểm của chiến tranh Việt Nam. Tấm ảnh chụp Kim Phúc chạy sau khi trúng bom napalm đã giúp phóng viên Nick Wood đoạt giải Pulitzer. Bức ảnh này được Đại học Columbia bình chọn và xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Được biết, mỗi lần điều trị laser tốn kém từ $1,000 tới $1,500, nhưng bác sĩ Weibel tình nguyện chữa miễn phí cho bà Kim Phúc sau khi được liên lạc để tham vấn.